Trời nóng là đẹp nhất chỗ này nè các bạn. Để vòng đây nè, đẹp nhất chỗ này. Xe chạy múc chút như là cái cua cục chở này các bạn. Cua quay đầu. Quá.
4 giờ học sinh ra ngoài các bạn mới tới Đà Lạt. 12 tiếng.
Tới Đà Lạt là mướn cái phòng 150 ngày các bạn, 150 một đêm cũng im đó các bạn, 150.000 một đêm các bạn ơi, một ngày đêm. Đà Lạt đâu mà kiếm được cái phòng 150.000 vậy các bạn, niệm thì cũng ngon nè, tủ quần áo, bạn có cái ấm đun ăn mì gói nè các bạn, tối ăn mì gói.